TikToker bị chỉ trích vì lợi dụng em gái tự kỷ để kiếm tiền. Để em gái xuất hiện trong một clip quảng cáo cho nhãn hàng, Adriana Tay cho biết đây là cách cô giúp em tạo ra thu nhập và lợi nhuận sẽ được chuyển vào tài khoản tiết kiệm của em. Giữa tháng 6, Adriana Tay, 28 tuổi, Singapore, TikToker nổi tiếng với việc đăng các video liên quan đến chứng tự kỷ, chia sẻ clip quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm. Trong clip có hình ảnh Ori, em gái mắc chứng tự kỷ của Tay. Nội dung clip xoay quanh việc Tay tìm cách dành thời gian cho bản thân dù phải làm việc toàn thời gian và chăm sóc cho em gái, theo Asia One. Tuy nhiên, Tay bị nhiều người chỉ trích rằng cô lợi dụng em gái tự kỷ để kiếm tiền. Một trong số các bình luận tiêu cực ghi, làm sao mà cô lại có thể kéo em gái mình vào một quảng cáo chứ? Đáp lại các ý kiến chê trách, ngày 25 tháng 6, Tay đăng tải một video giải thích sự việc. Theo đó, cô cho biết, tiền kiếm được từ quảng cáo đều được gửi vào tài khoản của Audrey, cũng như thanh toán các khoản chi tiêu của cô bé ở nhà. Tay cho biết, vì Audrey không thể tự chăm lo bản thân, đây là một trong những cách cô có thể giúp em gái đem lại thu nhập. Tay cũng cho biết cô sốc vì có quá nhiều bình luận thiếu tích cực về video quảng cáo của mình. Cô cũng nhấn mạnh nội dung chiến dịch quảng cáo là mọi người kể những câu chuyện riêng của bản thân. Làm công việc toàn thời gian liên quan đến mạng xã hội, Tay cho biết cô cũng cần tập trung vào công việc và xây dựng sự nghiệp riêng để có thể giúp đỡ em gái mình trong tương lai. Do đó, Tay nhấn mạnh bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào cô thực hiện, ví dụ như quảng cáo vừa qua, đều được chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm của em gái. Bức xúc vì liên tục bị cho là lợi dụng em gái để kiếm tiền, Tay nói, đủ lắm rồi. Nếu ai có kế hoạch nào tốt hơn hoặc cách nào giúp em gái tôi kiếm được tiền, hãy cho tôi biết. Tôi sẵn sàng ngay đây. Cô gái 28 tuổi cho biết ban đầu, cô định phớt lờ những bình luận tiêu cực. Bởi việc đánh giá người khác chỉ dựa trên một video vốn không phải điều lạ trên mạng xã hội như TikTok. Tay cũng cho hay cô thực sự chán nản và thất vọng khi đọc được những bình luận này. Nhiều người cứ nghĩ tôi lợi dụng em gái để kiếm tiền, nhưng thực ra em ấy tự kiếm cho bản thân, tôi chỉ giúp em thôi. Chỉ cần tôi biết là mình không làm gì sai là được. Trong một cuộc phỏng vấn với Singapore Kines Movement vào tháng 12 năm 2022, Tay cho biết cô quyết định làm video với Audrey vì muốn tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trẻ tự kỷ và mọi người nên giao tiếp với họ như thế nào. Cô gái 28 tuổi cũng coi việc chăm sóc Audrey là trách nhiệm cả đời của mình và sẽ chỉ hẹn hò với chàng trai nào cảm thông, chấp nhận cả em mình.